Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình mời cả nhà cùng coi cách dễ dàng nới rộng nhà kính nha cả nhà. Chúc cả nhà coi vui vẻ nha. Sau khi sơn thì chôn cọc, lấy thước đo cho độ cao đều bằng nhau. Sơn chưa đều thì mình dặm thêm sơn cho nó đều nha cả nhà. Sau khi chôn cọc thì mình đổ thêm xi măng cho nó cứng cái chân cọc nha cả nhà. Xếp những cái xà ngang cho nó vừa miếng tôn để mình đóng hoặc bánh đinh nha cả nhà. Những tấm tôn mình sử dụng một thời gian do thời tiết cho nên nó bị giòn, mình không có thể gỡ đinh được. Mình muốn sử dụng lại thì mình sẽ dùng cái mũi hàn như thế này để mình đục xung quanh cái đinh để mình lấy tấm tôn ra và sử dụng lại nha cả nhà. Và mình lấy ra như vậy. Ở dưới nền thì các bạn có thể đổ xi măng hay là tráng gạch nha. Ở đây mình chọn đổ xi măng.
Đây những tấm tôn mình sử dụng lại, mình đem ra đóng ở đây nha cả nhà. Vậy là cũng sắp xong cái nhà kính rồi nha cả nhà. Bây giờ thì xong rồi, mình cùng vô bên trong coi như thế nào nha cả nhà. Rải ra để được thêm nhiều rau, cây cối rất là xanh tươi ha cả nhà ha. Nhân dịp ngày lễ của cha thì mình cũng chúc những người làm cha được luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.